đối với các bạn chỉ cần nắm được là gì? Nhất là hình thể, hai là chương trình phát triển, ba là tác hại. Ok nha. Dạ. Mấy khác không cần diễn giải đâu, cũng hết là giỏi lắm nè. Trời. Các bạn nhìn lên bảng thì chia sẵn các bạn, các bạn chia sẻ các bạn rất dễ học. Dễ hả? Thì chúng sáng thì chia ra làm hai ngành, là dung và sáng đúng không? Dạ. Dễ nhớ. Dung sáng, dung và sáng. Đem mà dung người ta còn gọi là gì? Là dung tròn. Còn sáng thì người ta còn gọi là dung dẹp. Ha, ai nói gì mình cũng hiểu hết. Ai nói sáng thì cũng biết, ai nói dung dẹp cũng biết. Thì là nó, một cái thôi. Đối với dung tròn á, thì ngành là nên bao nhiêu ra, rồi dưới ngành nó có những bộ, những họ, ha. Dưới ngành nó có bộ, họ. Thì bộ họ thì nó sẽ đi ra cái dông, ha. Không cần các bạn học thuộc bộ, thuộc họ gì đâu. Mọi người có cái họ đó, cùng họ, cùng họ. Trong cùng họ chỉ học một số loại thôi. Cái gì? Ví dụ như dung đũa nè, các bạn học nhà tròn, ác, ra đến dung dung kim nè, ha. Anh cấu trùng trên ốc sên, các bạn biết có ốc sên không? Chỉ lo bao tử là stoma. Vậy khi mà các bạn ăn ốc sên nướng, ốc sên lá chanh gì đó, thì các bạn cũng nhiễm cái ốc trùng gangliosidosis. Đâu để? Còn cái ốc trùng gangliosidosis khi mà xào vào trong cơ thể thì nó sẽ xâm nhập vào trong máu và đi lên não, ha. Hay gặp ở trẻ con, khi các bạn gặp ở trẻ con và ở các cái tỉnh nghèo khó. Ví dụ như các bình dương ở trong ra đồng hoặc là mấy người á, thì mấy đứa nhỏ á, bình dương á, chơi nhà trò, ốc sên chứ nó ăn. Bị lần là cả ba cái che trong nhà vậy đó, bị thương như đầu mình gặp á. Mình ở đây cũng có đợt, năm rồi là ba cái túi vậy, còn hát á. Nó bị như ở não, phải do cái âm dương cơ đó, mình ăn vậy đó. Tiền sử là nam ốc sên, nam là ốc sên. Nam là dung tương, nam là dung tương rồi, đúng không? Trong dây tóc, dây bộ thì chả ra, dung tăng. Dung tăng thì chi chi dung tăng như thế. Đó với dung tăng thì ăn thịt, các bạn. Các bạn ăn cái thịt mà thịt muối qua màu đâu, đen phân. Thì sao? Giờ còn người giác đâu nhỉ? Có cái nam ốc trùng. Hoặc là ở đây dùng cái phần sầm ăn nha, chuột, chuột nướng á, tí hồng, tắm lửa hồng á. Sao không vậy? À, nghe à, tí hồng mà tắm lửa hồng đó thì có cái nang, nang bóng chuột của cái nang đi, mà khi sao nhập vào cơ thể của một con mình á, sẽ tấn công vào cơ, nha, tấn công vào cơ, tạo một cái nang. Vậy dũng chỉ ha, dũng chỉ bước chân ra qua bước tiên gần như ra qua đi. Rồi bước chính là nam hốc tô ma, thì con này cũng không học luôn nha. Rồi con này cũng gặp. Đó là nó hay nó sống ở trong bao tử cũng có. Đẻ trứng, trứng sẽ theo không có đi ngoài, gớt xuống phòng. Thì lúc đó là những con nồng nọc, những con mà sinh lớp á, sinh nuốt trứng đó. Còn mấy con bự hơn là mấy con ớt, là mấy con cắn nước rồi đấy, sẽ ăn những con nồng nọc, ăn những con gì đó. Cái con bự hơn đó là con người á, sẽ ăn ớt, ăn cắn nước, ăn lươn, ha. Thì ăn nấu chín thì ok, nhưng mà ăn mà dặn thì thái, ăn lẩu, là lươn, còn thái thì bỏ lẩu, ha. Hoặc là cá lóc mà mình nướng á, thì cái phần cái cơ ngực cái phần sâu bên trong hoặc là cái con lợn thì đừng ăn cái phần đó, nó ăn thì nó ăn nốt luôn cái nang nó dùng ra nó không ăn.
có luôn đáy lưỡi nha. À, nam thì nó lại xuống bìu. Ừ. Nó làm cho hai cái bìu sưng to lên cho đẹp được tinh hoàng. Cái gì càng được tinh hoàng. Học cái sinh trùng quan trọng lên thì mình học xong rồi mình liếm cái đại trong cái họng. Nếu có khả năng nó có cái gì. Thôi mình ăn bậy bạ, mình liếm nhiễm gì được này ha. Cường như đầu tô bỏ bò lên là nhìn thấy được cái gì trong đó. À, thấy được cái gì bò ấy. Đừng bao giờ ăn bò bán nữa. Mặc dù là nó ngon lắm. Mình chỉ là mình ăn nạm cơm gầu. Thì ăn tái. Đúng mà, đúng không? Ăn nạm, gầu, gầu thì ăn tái thì một ngày đẹp trời đó thì sẽ cho có một lúc sáng tự bò cái mỏi thầm kế gọi là lúc sáng chỉ bò rồi nha, đó là vô rồi, sáng á sáng thì mình sẽ có hai lớp là sáng giải và sáng lá nha, sáng giải và sáng lá. Sáng giải thì mình có sáng giải heo, sáng giải bò, sáng giải chó, sáng giải cá. Em hay gặp con người, bốn con này ha. 2 năm rồi. Nhưng mà học có hai bài, không có ngại. Đó là sáng giải heo, sáng giải bò. Sáng giải chó mình không có học, nên mình có thể làm gì nhà đọc sách. Sáng giải cá mình cũng học. Nhưng mà dễ nhớ là sáng giải heo là trong ăn heo gạo. Ăn heo gạo. Không phải ăn gạo chứa. Ăn gạo. Hả? Tức là có những cái heo cùng mà trong thịt heo á. Mình ăn nhất là đến nằm về một tháng luôn em. Nó bì, nó thịt gì đó. Ăn nha. Nem nó có độ ái đâu. Chỉ lên men thôi. Lên men là nó theo khoảng một bữa nửa tháng thì đó. Nó chua, mình ăn thôi. Nha. Đó. Ăn nè. Mà ăn thịt nước cũng được á. Ăn thịt nước cũng hay bị. Còn nếu mà sáng giải bò là do ăn thịt bò, đúng không? Sáng giải cá là do ăn thịt cá. Nó định mẹ. Ăn cá. Ăn rau. Cá thì nó từng cái nang nó dùng cho thịt cá nó vào. Thì cái nang nó dùng cho bụng mình nó thành ánh sáng thôi. Nó sửa. Cái đôi cái đầu nó lộ ra nó bán cái đầu lên mặt ruột thịt nước. Kéo dài, kéo dài, kéo dài ra tăng cái nước. Nha. Còn sáng giải chó. Do ăn thịt chó. Rồi, mấy cái chó không phải, cái chó là do chúng ta nuôi những con chó ở nhà, nó tưng quá, nó ôm lắm, nó hôn lắm, nó ngủ. Thì do là chúng ta nuốt cái trứng sáng. Trứng sáng thì nồng. Nào. Tại vì đó, thuốc sổ vô, thuốc tẩy vô, thì chỉ tẩy vô thôi là chỉ diệt được sáng. Đúng không? Này cũng là dung, này dung dẹp mà. Chỉ dung thôi. Mà sổ thì ở trong u ấy sổ. Sổ là con nào nó ở trong ống chứng khoán. Sổ thôi. Con nó nằm ở trong não nó uống sổ. Thẳng buồn luôn. Sổ chứ nào mà cái não nó thẳng buồn nó hơi thích nhăn luôn á. Thì nó có ra là đúng không? Chứ đó đừng có nghĩ là cái sổ ơi sao nắm là tôi muốn cái sổ nhưng mà tôi uống sổ. Cái lưng nằm trong gan á, lấy gì mà sổ nổi. Cái nằm trong gan hoặc là nổ xe gan gì nè. Lúc đó hả, nổ lấy sổ xe nó không biết nó. Nằm trong não, hả? Những cái nốt nhỏ gãi khắp não như cái mè vậy đó. Lúc đó là sổ. Cái đó sáng đó là mình sẽ có thuốc riêng. Đó là như cũng được nha. Mình vô thì sổ, thì sổ đũa, tóc, mắt, kim, lương, tạm được nha. Còn những con mà như mà không có cơ là thôi nha, chỉ là thôi. Chỉ là sống cái mặt bạch quyết. Uống một thuốc của bơ ga, uống cái sao. Cái sao mình bị vàng da, vàng mắt lên lâm viên ghê đỏ đỏ mà nó không thể đỏ đỏ ngọt ngọt dạ thành tháp đó.
xanh lá, xanh lá cuộn nè, xanh lá lớn hơn gà, xanh lá nhỏ hơn gà, xanh lá khỏi, cuộn gà khèo khỏi thì có sáng gần cái mặt hết. Bài này cái thai này chỉ hết cái bài này là sau sau nữa nha. Rửa nè các bạn, ngay rửa nè, lương nè, dùng phấn nè, dùng móc nè, được không? Móc cạn chẳng là nó như đó, đẹp chứ? Bát men. Có hai đứa nè, bốn cây gà. Và đây là sáng các bạn, đây là trứng sáng nè, ta nha nè. Trứng này không thấy gọi là tinh mà bỏ vậy nè. Giống này trứng với cắp nha. Ta nha ớt bê ô bán. Học chưa? Dạ. Có giống học đúng không? Dạ. Đây là có gì chó, như có ba lốt. Sáng mà đem ra nó để. Mình đây là sáng thì cái miếng nào có miếng bạc nó thu á, sổ được sáng mấy thuốc cho nên chảy mình nguyên cái gì nào hai từng khúc mà ra nó không làm cái gì đâu, tại vì đốt về hàng thì sinh lý là nó phải ra thôi, nó ngụm để chi vậy, nó không thích chứ mà cái ruột của mình nó tiêu quá ăn nó bó đốt nó bỏ nó trong đầu ruột luôn, một số thì nó đi ra ngoài, nó đi ra ngoài thì thường nó khoảng được 3-4 phút, không có nhiều, nhưng mà còn cái này giống như cây tre chăm đốt vậy đó, cái đó quan trọng là mình lấy được cái đầu, bỏ được nguyên con, những khi cái đầu kiên cường bán ra lại là cũng mua, sau 3-4 tháng sau quay lại bệnh nhân quay lại bác sĩ mình đốt sáng nè, nó hết nha, cái đó thật sự đó, mà khi mà bị sáng dây bò mình tẩy chua đạo viên người ta là mình ghé thuốc thì mình cảm hết thì nó hết, chứ là ta có quyết, tại vì sao lấy được cái đầu sáng. Ở trên Sài Gòn có phòng khám chúng em là chuyên gia, chuyên gia mình thấy là đầu sáng là chị Nga là thiết kế phòng khám có cái ghép đun ở trong đó, mà sẽ cho mình nhau uống sổ phải nằm chuyện nha, nằm đỡ phòng khám đó mình sáng chuyện nó xin chứ, rồi sau đó bệnh nhân phải uống sổ cho cái mấy thật ruột giống như người ta bị trợ so vậy đó, cho uống thuốc để người ta sổ ra hết rồi bắt đầu uống sáng tẩy tẩy luôn nè, cái bút tẩy là gì, cái táo là nó vào nó làm cho con này bị liệt, làm cho con này bị liệt cứng, liệt cứng thì sao nó có bám gì được sao, và tống lên một lần cũng khổ, mà như là đẩy ra bên con này thì liệt về đẩy ra luôn, rồi bệnh nhân phải ở lại phòng khám để chị kiểm tra khi mà người ta lọc thứ hai sau khi mà người ta đã đi hết con nóng quá rồi ha, uống một liều con này uống thêm đò sổ thì nó sẽ gan rồi bệnh nhân nằm chìm nước luôn, tại vì sao chịu đâu nổi đâu, thiếu nước luôn, nhưng mà thường khổ mà rất là hay ha, ca nào mà có lốt sáng dây bò mà ghét thì nghe là chị nghe lấy ra chị nằm đó thì mấy ca chuyển mấy con là 1, 2, 3, 4, 5, 6.
10, 1, 2, 13 bài. 13 bài dung sáng. Tương ứng 13 bài đó nó sẽ có 13 chương trình phát triển khác nhau. Đúng không? 13 cái vị trí tổ chức khác nhau, 13 cái tác hại khác nhau và 13 các điều kiện khác nhau. Nên là cho dung thì giống nhau khác thì chúng ta nên. Biết ai nằm cũng thấy chán chơi không?
thi nằm chút xíu rồi thi chắc thôi vậy, tự thi con chú tôi cũng vậy, kẹp ra để nằm chút xíu chắc tươi rồi màu chắc luôn đó. Để có ba môi nha, ba môi rồi được cái hai được cái rồi dài ngắn nha, rồi luôn thì cong thẳng được thì có ngay cho mở cái thì có lỗ sử dụng dễ nhớ hay các bạn. Rồi. Cái này là khuyến mãi cho thuê một bắt đầu nhưng mà đọc cho biết nha. Rồi. Cái con cửa nó có một cái bao ở ngoài cơ thể ta gọi là lớp vỏ chitin. Chính cái lớp vỏ chitin này để giúp cho nó căng tròn và không bị tiêu hóa bởi dịch tiêu hóa nha, các cái dịch ở trong tiêu hóa. Khi mình ăn cậu có tầm nhưng khi nó tiêu đúng không? Thì nuốt cậu cũng khi nó tiêu. Tại sao bữa nằm của nó mà nó không tiêu đúng không? Mình nhờ cái gì? Nhờ cái lớp vỏ giống như là gì? Áo giáp sắt cũng không giống à, được chưa? Chứ không có lớp vỏ này là chết chắc. Nằm cho bao giờ ra chứ chịu sao nổi à, nhưng mà nhờ cái gì? Chính nhờ cái lớp vỏ tiêu tiêu à, quan trọng lắm nha. Quan trọng lắm. Cơ thể nha, nó chỉ có một lớp cơ thôi. Không sao. Lớp ngoài là lớp biểu bì, lớp vỏ là lớp biểu bì và một lớp cơ. Cơ dọc. Cho đó khi mà con dung nó di chuyển nó sẽ tĩnh tí. Đi thẳng về phía trước, không bao giờ lùi bước. Đi thẳng về phía trước mà. Ngồi chút xíu nữa đây. Cái đặc tính này để mà mình lý giải cái chỗ khác lại thôi. Thực quản á, ốc một thẳng từ miệng đến hầu từ ruột non đến hậu môn nó thẳng một đoạn. Tại sao người nó thẳng như cái chỗ rồi buộc sao cong được đúng không? Nó có hệ sinh dục ha, hệ sinh dục hệ bài tiết hệ thần kinh mà cách là sơ khai ha. Rồi cái này là cho cái đường ghế bên trên của mình nè, để ra hai con cho có phần con nó màu nâu là do mình ngâm trong bột non á, có màu nâu. Nước sáng hả? Nó hai con cái, đây là con đực. Các bạn học luyện tập á, các bạn kêu kêu thầy cô đây rồi kho báo, cô mở cửa cho cô kho báo. Rồi có một keo này, một keo sáng, một keo đũa. Giống như là xong luôn mà mình ngâm trong đó. Mở tủ không thấy ai hỏi hết chưa, có cô báo tiếp theo không thấy ai hỏi. Một khung dung sáng đó trời cung cấp cho mình nha. Đây để theo các bạn trên hai con cá. Trong bụng mình đang có hệ sinh thái. Đây ha, đó, con bắt cô đó. Trời. Keo gì đó, ngâm. Giống như bụng thuốc. Đây nữa nha. Đó. Giống gì không các bạn? Giống bị dữ hả? Giống mất đó. Mà cỡ như đây nào là sẽ tắt ruột. Nhiều nhiều gõ như đây nè là mình bị tắc ruột, tắc ruột non. Cái này là một bệnh nhân mà người ta bị tắc ruột á, người ta mổ, người ta giải phẫu tổn tắc. Thật ra là đó là con bệnh nặng. Mình thấy một bà mổ ra cái này là chứng mạng tuy bẩn, chỗ không tại. Chỗ không tại là mấy cái công nghiệp rồi, lớn ba ngôi nha, người ta vẽ lại nè, mở mở miếng rượu. Ở đây là cái ga cho hộp ha, cái hộp bên này một chùm này nữa, còn này mình kẹp mình dơ lên cũng thấy nữa nha.
Rồi chợ chính thì mình sẽ có ba dạng. Điển hình, không điển hình và điển lét. Chính điển hình nha, chính thì nó có hình trái xoay mà nó không hình trái xoay. Còn nhớ luôn á, nhớ cái chính lét luôn rồi. Bên trong nó có khoai nha, trong nó có khoai bào. Vỏ thì sao các bạn, rất là dày. Nhìn thấy vỏ dày không? Vỏ dày. Và nó có cái lớp ăn bám bên ngoài ha, chính này là chính điển hình. Nhìn giống cái gương đồng. Người ta trứng này là nó mất cái vỏ ăn nguyên rồi. Hạt nó trơn lá. Trứng này là không được tin. Trứng lá. Khi mà mình soi phân á, mình thấy được ba cái trứng này ha, thì mình đều kết luận là mình đã nhiễm thuốc rửa. Chứ không phải mà con trứng lá không sao. Trứng lá thì chứng tỏ có gì trong bụng rồi. Có mẹ. Đúng không? Có mẹ trong bụng mình nó mới có trứng lá. Muốn. Có thể là ông cha ông đi đâu đó nên muốn người lấy không thấy hai cái này thì ngon hai người lấy thì được nhé và chất lượng của người ta không hiểu tại sao á mà các bạn lại nhầm trong đũa với tay nha các bạn nhìn cái trứng trong đũa làm sao nó bỏ dày mà dày dày như là lớp rồi ăn ở ngoài quần là ăn nguyên cái đâu có bỏ tia đâu. Mà tôi cũng thấy thịt tim thêm ba cái gì lộ trong cửa ta nha. Thậm chí là mấy bạn tôi xét nghiệm là đọc hàng ngày nào tôi cũng thêm cũng thấy trong cửa nói ta nha, người thấy ta nha nói trong cửa khác nhau các bạn, rất là khác, bỏ dạy nhưng mà không có bỏ tim ta nha, không có bỏ tim trứng mà vừa mới sinh ra đó là trí tôi trứng nó có phôi vào. Và nó sinh ra nó sẽ ra ngoài con đất và được đắp ấp ủ một thời gian thì nó sẽ phát triển. Nó không chia cái phôi vào bên trong á, không chia còn thằng lét thì thôi bỏ qua thôi, thằng lét thì đâu làm gì được nữa ha. Nhưng mà chứng mà được thụ tinh á thì nó sẽ không chia để thành cái trứng gì các bạn, thành trứng lộ không ha. Con kia trứng tươi rồi sáu là trứng lộ cái như trứng vịt của mình á, mới đẻ là vịt tươi đúng không, rồi sau đó ấp nhờ cái thân nhiệt của con mẹ ấp thời gian sau thành gì, thành trứng lộ. Thì trứng dung đũa cũng vậy ha, mới đẻ ra là trứng tươi nè, trứng tươi nhờ đó lứa nào mà đi dẫn trứng mà ngông rửa tay không sao, tại vì chúng ta trứng tươi, trứng tươi không có tính nhiễm, nhưng mà đi ra ngoài đất, rồi cái nhiệt độ của đất ấm, ấm thời gian thì sao, thành cái trứng lộ, thì cái trứng lộ mới làm sao, mới là có tính nhiễm, thì lúc đó đó mình lấy cây ăn phải cao cải gì đó mà nhiễm phải đi. Chứng nó trên là chứng lộn á thì mình nuốt phải chứng nó thì mình sẽ có cái gì đây chứng có lạc ra bên trong đây ha, cái này nó bỏ lát ra vì trên cái mọc này nó gặp chứng có lạc ra bên trong ha. Đây là thế giới ta công nhận chứ không phải mình giả các bạn. Rồi như vậy thì nói với dung đũa á, mình sẽ biết cái con dưỡng thành nó ra làm sao, biết được trứng nó ra làm sao ha. Trứng lúc mới sinh thì nó tươi ha, rồi sau đó nó sẽ phát triển lên thành cái trứng có đạp ba ha, có phôi luôn các bạn. Rồi các bạn coi chị đảm bảo vô cảm mình sẽ học cái phần này ha các bạn. Là tôi chính quy mời mỗi bạn á về nhà giao nhiệm vụ làm là lên trên mạng á, vô trang web của CDC á, trang web này nè
dung cũng được, đơn bào cũng được, chọn 25 thôi. Vừa có cái chương trình của CDC in ra một trang A4 nè, một trang là in chương trình, còn một trang thì làm cái việc ghi cái chương trình, được không? Chọn 25 thôi. Xem như đây là bài tự học nha. Đã lẽ là hết luôn á, hết luôn nguyên bài á, nhưng mà thôi giới hạn lại thôi, chọn 25 thôi. Nhưng mà phải là của CDC nha, có thể là các bạn lấy hình này, còn chương trình thì mình lấy ở đâu, lấy trong bài. Các bạn gửi mail cho chị nha. Đâu CDC thì mình có năm con là bài tự học của mình là 10 trang, 10 trang được ha. Ê luôn á, tại vì không phải chỉ có thiếu tinh trùng đâu, tất cả các bệnh. Sau này các bạn đi nội khoa, các bạn muốn tìm gai lai cái gì đó, nhất là đi mà truyền nhiễm, các bạn muốn tìm gai lai điều trị sốt xuất huyết, gai lai điều trị sốt rét, gai lai điều trị viêm gan siêu vi, các bạn lên đó các bạn đọc, người ta có mức độ hết trơn à, ngon lành luôn, cập nhật mới nhất luôn. Các bạn lấy, các bạn tìm cho nó chỉ 5 bài thôi, là từ đó ra bài các bạn tìm cũng được, rất là dễ tìm. Rồi nha, thì nào nộp đây ta, qua lễ. Đầu từ cái số 1 mấy các bạn. Bắt đầu từ số 1. Số 1 này là gì? Là dung trưởng thành ha. Dung trưởng thành, dung trưởng thành sống ở ngọt, được không? Sống ở ruột ngọt. Rồi sau đó thì cái số 2 là gì? Trứng à, không có thôi ha, không không có cái phenylin ha, không có cái lạc vàng ở bên trong, nó sẽ theo con và đi ra ngoài. Rồi số 2 đúng không? Rồi sau đó nó sẽ phát triển ha, sống ở trong cái đường đất ấp ủ, nóng ẩm, phát triển thành trứng có vòi ở bên trong, được không? Trứng có vòi ở bên trong. Và khi trứng có vòi ở bên trong được nuốt vào bên trong ống tiêu hóa thì nó sẽ về tới nọc nha, số 4. Rồi số 5. Về tới ruột non thì cái ấu trùng nè ở trong trứng nó sẽ thoát khỏi cái vỏ để nó theo cái dòng máu nha, theo cái dòng máu của cái tĩnh mạch mặt treo theo trên, nó về gan, nó theo cái tĩnh mạch gan để nó về tim, và theo cái động mạch phổi để nó đi lên phổi. Rồi khi nó đi lên phổi thì nó sẽ xuyên qua cái màng cái theo con mạch để nó lọt vào trong phế quản. Khi nó lọt vào trong phế quản thì nó sẽ loại bộ lên cả ba hồng hậu. Lúc đó mình nói chuyện, mình ăn, mình uống gì đó, mình nuốt nước bọt và mình nuốt luôn cái con viêm non này vào trong ống tiêu hóa một lần nữa. Và tới đây nó sẽ trưởng thành và có khả năng nó đẻ trứng. Được chưa? Mình đi theo cái số đó nha. Theo số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cái này còn có 9 nữa. 7 nó mới tới cổ à. Còn có 9. À 8 nữa, 8 giờ đặt nha. Được ha. Hiểu không các bạn? Rồi. Giờ tưởng tượng cái đường đi của nó nè. Xin chị đứng một không. Ống tiêu hóa của mình nè, nha. Nó sẽ theo, nó sẽ xuyên thành một cái con dung non á. Từ cái trứng mà nó thoát khỏi cái vỏ, nó sẽ theo thành cuộc để đi về ha, tĩnh mạch mặt treo ha, tĩnh mạch mặt treo này trên nè, rồi nó sẽ về, nó đổ về tĩnh mạch gan hoặc giải phẫu rồi nha, rồi nó sẽ theo ba cái tĩnh mạch trên gan nó đổ về cái tĩnh mạch ở dưới, rồi cái tĩnh mạch ở dưới là cái này nè, mình sẽ nói qua đây từ tĩnh mạch ở dưới nè, nó sẽ
đổ vào trong cái bột kim bên phải ra từ nhĩ xuống khớp nha. Rồi nó sẽ tống máu đi lên hai bên cổ, được chưa? Theo cái động mạch cổ đi lên. Thì lúc này là nó đang gì các bạn? Nó đang thả tào. Hiểu không? Nó chỉ cần là gì? Nó chỉ cần nào ở đó là nó trôi ra dòng dòng máu thôi. Thả tào này không có cực khổ đâu. Sung sướng như lắm. Đúng không? Không có cực khổ. Và nó đã làm như vậy nhưng mà nó cũng trưởng thành nha, nó lột xác dần để nó trưởng thành. Rồi khi mà đi đến đây rồi nha thì nó sẽ đi đến nào? Ở đây đúng không? Nó sẽ xuyên qua những cái nang này, cái vách cái nang màng cho đổi huyết, nó sẽ xuyên qua. Và lúc này nó sẽ nương theo cái quản để nó đi ngược lên nha. Đi ngược lên tới cả bao hồng. Thì tới cả ba này nó sẽ trưởng thành, nó thành con nhung non. Nuốt vào bên trong ống tiêu hóa một lần nữa. Và khi nuốt vào lần thì nó sẽ trưởng thành. Cái giai đoạn mà nó thả tào và nó lội bộ ấy, ta gọi là giai đoạn chu dung. Nha, chu dung. Chu dung là tính từ đâu? Từ lúc mà con nhung non nó suy càng buồn, nó lọt vào trong dòng máu và theo máu về gan, về tim, về phổi, về lên cả bác hồ hồng nha, để được nuốt vào trong ống giai đoạn đó người ta gọi là chu dung. Tại sao phải chu dung các bạn? Tại sao phải chu dung? Ta nói đi một ngày đàn một hạt khô, đúng không? Đó cái con này nó đi để nó học khô. Nếu mà ở trong ống tiêu hóa không trưởng thành được, ở trong ống tiêu hóa không lột xác được, nó không thể nào phát triển từ một cái con ấu trùng thành con nhung non được. Bắt buộc nó phải tăng, nó phải chu dung. Nó lọt trong dòng máu, nên nó lọt thấy. Tại vì sao? Tại vì nó sẽ sử dụng các cái chất ở trong máu của mình đó, để nó phát triển cơ thể nó, để nó trưởng thành. Còn ở trong ống tiêu hóa nó không có. Ta lấy cái cuốn rồi. Dùng đũa bắt buộc nó phải đi như vậy. Một số thông tin các bạn cần phải nắm để mình biết. Thứ nhất đó là chung cá sau khi một tinh đẻ khoảng 200 ngàn trứng một ngày, đúng không? Số lượng rất là nhiều để chi? Để trường hao. Tại vì 200 ngàn trứng này không phải cái nào nó cũng hoàn thành được chương trình. Cho đó phải trường hao ha. Phải trường hao trẻ nhiều. Mà chết hết con nữa thì cũng được ha. Nhưng mà trường hao tới nhiêu các bạn? 1/3 đến 1/6. Đúng không? Tức là 200 ngàn trứng mà mình chia cho 3 thì khoảng nhiêu? Tới 200 chứ 3 phải nhiêu? Ừ. Thì chỉ có 1/3 của 200 ngàn đó nó được hoàn thành chương trình thôi ha. Hoặc là có một số thì phải chia cho 6, 1/6 luôn, đúng không? Một ít thôi, 1/6 có 200 ngàn ít, còn có nửa có 1/3 đó. Đó có tỷ lệ hoàn thành chương trình thấp nha. Rồi tổng cái thời gian á của cái chương trình khép kín lại là 2 tháng đến 2 tháng rưỡi. Mình dễ hiểu nó như nào? Từ lúc đó mà mình nuốt một cái trứng, tính đơn giản lên, từ lúc mình nuốt một cái trứng cho đến khi mà có một cái con dung trưởng thành ở trong ống tiêu hóa mà đẻ được trứng mà mình xét nghiệm mình thấy được là khoảng 2 tháng đến 2 tháng rưỡi. Năm 2 tháng nuốt trứng thì 2 tháng rưỡi sao mà tẩy được nha. Nuốt trứng mới nuốt trứng tẩy sao được 2 tháng rưỡi phải tẩy như vậy thì mình mới tẩy 2 tháng rưỡi trước, bữa nay là coi như kết thúc, mình có thể lặp lại cái việc tẩy của mình chứ không phải là 6 tháng nha, hiểu không? Tại vì cái chương trình nó có 2 tháng rưỡi nè, 2 tháng rưỡi nè, mình tẩy 2 tháng rưỡi là những cái con mà mình nhiễm trước 2 tháng rưỡi, còn mà mới 2 tháng hoặc là trong tháng vừa rồi mình lỡ mình nuốt trước thì lúc đầu nó có được rồi, tới khoảng 2 tháng rưỡi trước nó đâu an toàn nha các bạn, các bạn đúng không? Do đó mà tẩy vô các bạn tẩy như sao, không có tẩy 6 tháng một lần nha. Nếu mà tẩy định kỳ mà cho nó sát luôn á thì 2 tháng rưỡi một lần, 2 tháng một lần, 2 tháng rưỡi. Còn nếu như mà mình dư á, mình dư giả á, mình chia sẻ cho nó một chút xíu để dinh dưỡng á thì 6 tháng phải một lần.
trước khi chết ai cũng có tuổi thọ ha. Tuổi thọ của mình khoảng chín mấy cũng chết ha, mình chín mấy luôn. Tuổi thọ trung bình của Việt Nam mình bây giờ là bao nhiêu rồi? Được bao nhiêu bạn? Tắt tôi chưa? Chưa à? Đó. Kết thúc vòng đời thì nó sẽ chết ra sao đó mọi người. Rồi, hay là trong cái quá trình mà đi du du, trong quá trình đi du du nó có khả năng nó bị lạc chỗ nha, lạc chỗ. Và cái việc lạc chỗ của nó rất là hiếm nha, hiếm và hầu như là không có nha, cho đó mình ít có gặp, không có gặp lạc chỗ. Và nếu mà nó lạc chỗ thì du nó sẽ chết và nó tạo thành những cái nang, những cái nang ở trong cái mô mà nó lạc chỗ thôi. Rồi bây giờ mình học con phân bố. Phân bố thì nó sẽ phân bố ở khắp nơi nè. Mình cũng không biết rõ được cái vùng nào là cái vùng gì. Cái người ta lưu ý cho mình rằng là nó liên quan đến vấn đề về vệ sinh môi trường. Như vậy thì cái vùng nào mà không sử dụng hóa chất tự mại mà đi tiêu ra ngoài môi trường thì lẽ dĩ nhiên là cái vùng đó sẽ sao, tỷ lệ nhiễm trùng sán sẽ cao, nông thôn sẽ cao hơn. Mấy số liệu không bắt các bạn phải nhớ, tại không ai hỏi mấy số nguồn vợ thì có từ trong rau cải hay trong các loại thực phẩm có thể nhẹ, như là mình ăn rau dường nữa các bạn. Mình ăn rau dường, mình ăn rau tạp tàn, mình ăn rau hộp 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 bé bé nữa. Thì cái vùng nèo đó, không muốn rồi đó, nó không còn. Mình có khả năng nó sẽ dính trên các cái lá rau, dính trên cái hoa rau. Người nhiễm vô cũng là người bỏ. Đường lây là đường tiêu hóa, chúng ta muốn chứ. Rồi các bạn đi theo tác hại nữa. Tác hại đó sẽ làm cho cái đường đi nha. Tác hại sẽ làm cho đường đi. Các bạn nắm cái chương trình thì các bạn sẽ biết nó đi tới đâu và nó gây tác hại tới đâu. Khi mà chúng ta nhiễm chứng thì không có gì hết, khi mà nuốt vào thì không có biểu hiện gì hết. Dung nó xuyên vào thành ruột đó, lọt vào bên trong cái mạch máu thì nó cho đi dòng máu, chúng ta cũng chưa có biểu hiện gì. Và khi mà nó đi đến phổi á, nó xuyên cái màng trao đổi khí thì lúc đó nó sẽ gây tổn thương, nó gây tổn thương cái màng cái nhân mạch đó, thì lúc đó bệnh nhân sẽ có biểu hiện là đau người, ho nha, ho khạc đà, có thể khạc ra máu và những cái quen khỏi những cái mờ gãy ghép với thay cái trường công thức máu lúc đó sẽ tăng cái bạch cầu hát thôi. Tổng hợp thì cái triệu chứng đó người ta gom lại thành một cái hội chứng gọi là hội chứng lớp lơ. Lớp lơ ha. Hội chứng này gây ra bởi ấu trùng của dung đũa xuyên qua màng cái nang mô mạch và tổn thương cái màng cái nang mô mạch ha, gây ra hội chứng lớp lơ. Hội chứng lớp lơ không cần điều trị sẽ tự khỏi sau khoảng một tuần. Tại sao tự khỏi? Khi đó tác nhân đã đi qua ở phổi, nó không lưu lại ở phổi ha, dung đũa nó đâu có lưu lại ở phổi, nó đã đi qua nó hết rồi thì phổi nó sẽ tự hàn gắn lại những cái tổn thương ở màng trao đổi khí, nó tự được hội chứng lớp lơ. Nếu mà chỉ biết quen sau một tuần sau thì cái việc mà mờ hai cái trường sẽ biến mất, đừng có khác ha. Cái đó chúng ta cũng không có gặp hội chứng lớp lơ, không có gặp hội chứng lớp lơ ở trên lâm sàng. Ở trên lâm sàng mà mơ mà mới lao cái trường là viêm phổi, viêm phổi và do tác nhân là vi sinh. Rồi khi mà nó về ruột thì nó sẽ gây tác hại tại ruột đúng không, với một cái lượng ít thì sẽ cạnh tranh dinh dưỡng với cái chủ, cạnh tranh dinh dưỡng với cái chủ. À, đối với cái việc mà cạnh tranh dinh dưỡng á, nó sẽ ảnh hưởng nhiều ở trẻ em hơn trẻ lớn, tại vì người trưởng thành á, cái nhu cầu dinh dưỡng nó thấp, nó không còn cao như trẻ em nữa ha. Còn đối với trẻ em á, thì nó sẽ bị cạnh tranh dinh dưỡng, đau bụng cái đầu tiêu hóa, bên cạnh nó
cá có vitamin A, thiếu vitamin D. Trẻ nó nhỏ xíu còn cầu thì nó chậm phát triển, chậm phát triển thì thể chất nha. Còn đối với người lớn thì mình chỉ bị đau bụng với lọc tiêu hóa thôi. Còn cái việc mà chậm phát triển thể chất là mình đã qua cái giai đoạn phát triển thể chất rồi, đúng không? Ốm còn đẹp nữa đâu gì đâu à. Cho đó đối với người trưởng thành thì mình không có lo ha. Còn trẻ con á thì nó bị bệnh tranh dinh dưỡng thì nó sẽ chậm phát triển, nó sẽ nhỏ, sẽ thấp bé, nó sẽ thiếu vitamin A, thiếu vitamin D. Đó là lợi ích. Còn với một cái lượng nhiều thì nó gây tắc ruột ha, nó gây tắc ruột, đó là biến chứng nó là đâu. Đây là một cái con dung lửa.